Vân và Vườn Mai Chích Chè Bông xin chào cả nhà nha. Hôm nay em giới thiệu với cả nhà một cái lô mai con quấn rễ nha. Thì cây cao tầm khoảng 4 tấc trở lên nha. Cái gốc của nó thì bằng cái ống hút và bằng cái đầu đũa ăn trở lên ha. Thì tất cả các cái cây thì đều được quấn rễ nha. Quấn rễ rất là đẹp. Cái lô này em thấy quấn rễ đẹp lắm nè. Cuộn cuộn luôn á. Đây. Cây nào cũng quấn rễ hết nha cả nhà. 100% là bên em đều quấn rễ nha. Đó. Cái này em bán với giá 7.000 thôi nha, 7.000 một cây. Cây cao tầm khoảng 4 tấc trở lên, có cây thì hơn 4 tấc luôn ha. Đó. Đây. Gốc mập nha, gốc mập. Đó. Thì em cũng nói thêm là cái cánh hoa của cái mai này á, là từ 5 đến 12 cánh nha cả nhà. Và khi vận chuyển á, thì khi tới nơi á, thì có đôi khi thì nó sẽ bị rụng một ít lá, nhưng mà mai con rụng lá thì không có sao hết nha. Bởi vì khi người ta trồng á, thì chúng ta lãi hết cái lá già thì cái lá non nó mới mau ra ha. Và cái này em bán với giá 7.000 một cây, em ship từ 30 cây và không bao phí vận chuyển nha cả nhà. Không bao phí vận chuyển nha. Rồi ai thích thì liên hệ với em nha.